Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là Duy đang ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các bạn đã chuẩn bị bay ra thành phố Frankfurt của Đức, thì thủ phủ của những chiếc xe Mercedes-Benz. Thì lần này các bạn là đã 5 năm rồi, bạn Duy mới có dịp là quay lại cái nước Đức ha. Và lần này thì hy vọng cái chuyến đi này Duy sẽ quay thật là nhiều cho các bạn xem về cái nôi của những cái chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như là nhà máy sản xuất nè, rồi viện bảo tàng nè, hoặc là nhà máy AMG đó. Duy sẽ cố gắng quay thật là nhiều cho các bạn xem. Ok các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tại Đức nha các bạn. Đoàn của Duy thì mọi người đang di chuyển ga xe bus. Lần này thì đi rất là đông các bạn, khoảng tầm hơn 50 anh chị các bạn. Lần này đi coi như là đông nhất trong những lần mà Duy đã đi ha. Trước đây thì thông thường thì khoảng tầm một đoàn là khoảng tầm 15 hoặc là 20 người là cùng thôi. Nhưng mà lần này tới gần 50 người hoặc là hơn 50 người luôn. Thông thường hàng năm các bạn thì Duy đi Đức với lại Mercedes-Benz á, thì phải thường đi vào tầm đầu tháng 10. Đó, nhưng mà do năm nay các bạn có một số trục trặc về passport và visa cho nên là đầu tháng 11 Duy mới đi. Cho nên là thời tiết hiện tại bây giờ nó lạnh hơn rất là nhiều so với là tháng 10. Nói chuyện ra khói luôn các bạn. Các bạn thấy những chiếc xe Mercedes nè, những chiếc xe taxi. Rất là nhiều những chiếc xe taxi Mercedes-Benz. Các anh chị trong đoàn của Duy đây rất là đông nè các bạn ha. Lần này đi thì đảm bảo rất là vui. Việt Nam chắc là không có cái chiếc bus mà to như thế này đâu. Ôi, anh em ở dưới kia đi hai cổng. Xe này nó dài ghê ha. Vâng, tao chiếc. Ở đây thì những chiếc xe taxi thì mọi người hay sử dụng dòng xe E, Mercedes-Benz E-Class ha. Đây là viện bảo tàng của Mercedes-Benz, lưu giữ những cái chiếc xe Mercedes-Benz rất là lâu đời các bạn. Thì đây là lần thứ 3 Duy đến đây. Đây là một cái công trình mà kiến trúc phải nói là rất là đặc biệt. Đó, bắt đầu đón khách từ năm 2006 và hàng năm thì viện bảo tàng này đón rất là nhiều cái lượt khách ở trên thế giới đến tham quan các bạn nha. Các bạn thấy không? Thì công trình này chủ yếu là được xây dựng bằng bê tông cũng như là bằng kính thôi. Đó, bây giờ Duy sẽ đi thẳng vào viện bảo tàng cho các bạn xem. Thì viện bảo tàng này có tổng cộng là 9 tầng các bạn nha. Thì các bạn sẽ xem những cái chiếc xe từ ở trên lầu chính đi xuống. Bước vào cổng của viện bảo tàng thì các bạn sẽ thấy ở đây có một chiếc Gojek One này các bạn. Rất là đẹp nè. Chiếc xe này thì nó là cái chiếc xe hypercar các bạn nha. Nó là chiếc xe hyper luôn chứ không phải là chiếc xe siêu xe nữa. Thì chiếc Gojek One này là được gắn cái động cơ S1 nè, cũng như là khung ngầm của chiếc xe S1 mà được cải tiến để bán và chạy trên đường phố các bạn. Gojek One này. Chiếc xe này rất là khó mua ha, không có dễ mua đâu. Và số lượng thì có thể nói là rất là hiếm. Đó, với chiếc Gojek One này thì không phải có tiền là mua được đâu các bạn. Quá đẹp luôn. Duy sẽ cho các bạn xem một vòng lại các bạn ở phần đuôi xe nè. Ở phía trên nó có một cái cánh lướt gió ha, giống như là cái vây của con cá mập. Động cơ của chiếc Gojek One này sẽ đặt ở phía sau, nó giống như trên chiếc xe đua S1 luôn bạn, không khác gì hết. Đó, nguyên cái động cơ của chiếc xe đua S1 được gắn lên trên này và thiết kế lại cho nó phù hợp với đường phố ha. Và cái vô lăng nữa các bạn. Đây, vô lăng nè. Vô lăng của nó cũng là vô lăng của một chiếc xe đua F1 ha. Quá là đẹp luôn.
Đĩa phanh của nó là đĩa phanh ceramic các bạn nha. Wow. Khi các bạn bước vào tầng 9 là cái tầng trên cùng của cái viện bảo tàng các bạn, thì các bạn sẽ thấy là ở đây có trưng bày một cái chú ngựa ha. Thì cái phương tiện mà di chuyển trước đây của con người chúng ta các bạn thì là chủ yếu là bằng xe ngựa ha. Và thời điểm đó và người ta nói là không có thể nào một cái phương tiện nào mà di chuyển khác ngoài là ngựa hết. Đó, và sau đó là bắt đầu là sẽ có những cái chiếc xe động cơ đốt trong đầu tiên được ra đời, thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Đây, bây giờ Di sẽ đi vào bên trong nha. Đây là những cái chiếc xe đầu tiên, những chiếc xe mà sử dụng cái động cơ đốt trong đó. Các bạn sẽ thấy là phía trước của chúng ta các bạn, đây là cái động cơ chiếc xe mà đầu tiên của ông Carben ổng phát minh ra ha. Đây là cái mô hình được tái chế lại thôi các bạn, chứ không phải là cái chiếc xe vào cái thời điểm đó ha. Đó, những cái chiếc xe rất là cổ. Bây giờ Di sẽ đi một vòng thật là nhanh cho các bạn xem. Ở đây là chủ yếu là những cái động cơ đốt trong, những cái phương tiện thô sơ được sản xuất rất là lâu rồi. Đó, kể cả những cái chiếc tàu, những cái chiếc mà giống như là máy bay nè các bạn. Các bạn thấy không? Tàu thủy thì cũng sẽ sử dụng cái động cơ đốt trong. Đó, động cơ đốt trong vào thời điểm đó thì họ phát minh ra được gắn trên tàu thủy luôn. Tận dụng gắn trên xe, gắn tàu thủy, và kể cả cái phương tiện này các bạn thấy là nó giống như là một chiếc máy bay nè ha. Còn rất là nhiều những cái chiếc xe rất là đẹp ở khu vực dưới các bạn. Chúng ta di chuyển từ tầng 9 xuống các tầng các bạn thì theo cái hình xoắn ốc, có nghĩa là càng xuống dưới thì những chiếc xe của chúng ta được càng sản xuất về sau ha. Ở đây thì có những cái chiếc xe cũng rất là đẳng cấp nè các bạn. Những cái chiếc xe này thì về cái thiết kế thì Di nghĩ là với những cái chiếc xe này bạn, nó còn đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe Mercedes-Benz thời điểm hiện tại nữa. Đó, vào thời điểm hồi xưa thôi, nhưng mà các bạn đã thấy là những cái thiết kế của nó rất là độc đáo luôn. Rất là độc đáo luôn. Bây giờ Di sẽ đến gần hơn cho các bạn xem nha. Khu vực trên kia thì các bạn nhìn thấy là những cái chiếc xe của chúng ta nhìn nó rất là lạ và không giống chiếc xe của bạn. Nhưng mà đối với cái khu vực này là bắt đầu có rất là nhiều những cải tiến rồi. Xe của chúng ta có két nước nè, có đèn nè, đó, có vô lăng nè các bạn ha, có ghế bọc da nè. Đó, và bánh xe của chúng ta là bánh xe bằng cao su, nhưng mà mặc dù là bên trong là những cái niềng xe đó là bằng gỗ ha. Cho nên là chiếc xe này các bạn, nó rất là giống với những cái chiếc xe hiện tại bây giờ. Đó, những chiếc xe này cũng vậy. Thì các bạn hình dung ha, những cái chiếc xe này mà được sản xuất vào những cái thời điểm đó các bạn, thì chỉ có những người quý tộc ha, những coi như là vua chúa thì mới được đi những cái chiếc xe này nha. Rất là đẹp bạn, rất là đẳng cấp luôn. Khu vực này thì Mercedes-Benz sẽ trưng bày những cái chiếc xe chuyên dụng. Đó, những cái chiếc xe chuyên dụng ở đây là các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe bồn chở xăng nè, những cái chiếc xe vận chuyển nè, những cái chiếc xe tải nè. Đó, những cái chiếc xe bus nè. Đó, thì đây là chiếc xe vận tải chở vận chuyển xe nè các bạn, thời điểm đó nè. Wow, những cái chiếc xe thể thao thời điểm đó nó rất là đẹp luôn các bạn nha. Thực ra là với những cái thiết kế này các bạn thì Di nghĩ là bây giờ nó vẫn còn đẳng cấp, vẫn còn đẹp, không hề bị lỗi thời luôn. Wow, những chiếc xe này không biết là họ tìm ở đâu, hoặc là họ mua lại từ ai, hoặc là họ phục chế như thế nào mà những cái chiếc xe nó còn rất là mới luôn, giống như là những cái chiếc xe vừa mới được sản xuất luôn các bạn. Các bạn thấy không? Quá là tuyệt vời luôn. Như nghĩ là với cái chiếc xe này các bạn, chiếc xe này nè, bây giờ chạy ngoài đường ở Việt Nam các bạn ha, thì bảo đảm luôn mấy đại gia ghiền lắm luôn á. Mấy chiếc này cũng vậy nè. Ở Việt Nam mình mà có những cái chiếc xe như thế này thì bảo đảm luôn các bạn, giá nào các đại gia cũng mua hết ha. Quá là tuyệt vời luôn. Màu sắc của nó rất là đẹp các bạn. Màu sắc của nó được sơn rất là đẹp luôn. Những xe này thì mình nghĩ là họ mua lại và họ phục chế và đem vào đây họ trưng bày ha. Đây là cái xe vận chuyển cho chiếc xe đua 300 SLR nè các bạn. Đây là chiếc xe đua rất là đẹp.
Chiếc xe này nó không có mui, nó cũng không có kính chắn gió luôn. Vào những cái thời điểm trên rất là lâu các bạn, nhưng mà không hiểu tại sao mà họ đã thiết kế ra được những cái chiếc xe mà độc đáo như thế này luôn. Còn khu vực này thì các bạn sẽ thấy là sẽ được trưng bày những cái chiếc xe đặc chủng các bạn, là xe cảnh sát nè, xe chữa cháy nè, những cái chiếc xe mà phục vụ cho cái việc mà quân sự kéo xe này nọ nè, đó rất là đặc biệt các bạn. Thì khi mà các bạn xem hết một vòng cái viện bảo tàng này á, thì các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz bạn họ rất là đa dạng trong cái sản phẩm, có nghĩa là hầu như là tất cả những cái phương tiện, tất cả những cái máy móc mà phục vụ cho cái nước Đức về ngành công nghiệp các bạn nói chung luôn, tất cả mọi cái phương tiện luôn ha, thì các bạn đều thấy là có sự góp mặt của Mercedes-Benz ở trong đó hết. Xe cấp cứu nè các bạn thấy không? Các bạn thấy chiếc xe này rất là đặc biệt các bạn. Bánh xe thì được bọc xích nè, phía trước thì nó có một cái lồng sắt để quay nè các bạn. Thì cái chiếc xe này, đây là cái chiếc xe để cào tuyết nè. Đó, và tuyết nó sẽ được thổi ra bằng cái vòi ở trên này. Rất là đẹp bạn ha. Bởi vì là xe của chúng ta di chuyển trên tuyết cho nên là xe của chúng ta sẽ được bọc bằng bánh xích nè. Nhìn nó rất là ngầu luôn các bạn. Đó các bạn thấy không, thì xem cũng một vòng cũng không nhiều, nhưng mà các bạn sẽ thấy là hầu như là tất cả những cái phương tiện, hầu như là những cái phương tiện về sản xuất, những cái phương tiện về đặc chủng, những cái phương tiện mà dùng cho đường xá ở châu Âu các bạn, kể cả những cái chiếc xe như cứu hỏa nè, xe cấp cứu nè, xe cứu thương nè, kể cả những cái chiếc xe rác, xe cào tuyết, thì hầu như là Mercedes-Benz đều góp mặt ở trong đó hết ha, chứng tỏ là Mercedes-Benz họ rất là không phải là họ sản xuất ra chiếc xe để mà họ bán và họ lấy tiền lời các bạn, mà là họ sản xuất ra những chiếc xe để phục vụ cho cả đất nước của họ luôn. Bên trong này thì các bạn sẽ thấy là những cái dòng xe đua, những dòng xe đua rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó thì Duy nghĩ là những các bạn mà xem những cái xe này cũng biết đây là những cái xe gì rồi nè. Đó các bạn thấy bên kia có một chiếc mũi tên màu bạc cánh chim nè. Chiếc đó là cái chiếc 300 SL Runwing như là vậy. Đó, chiếc xe này là một trong những cái chiếc xe được đấu giá rất là đắt tiền. Cái chiếc xe Mercedes mà được đấu giá mà lập cái lục bạn, bởi vì là cái giá nó quá là cao, là cái chiếc xe cánh chim bên kia các bạn. Đó, thì Duy có từng đọc một cái bài báo là cái chiếc xe này hình như là Duy nhớ là không lầm là một vị đại gia đấu giá là khoảng 20 mấy triệu đô ha, trở thành một cái chiếc xe mà đắt giá nhất luôn mọi thời đại ha. Xe này cũng rất là đẹp các bạn. Vào những cái thời điểm cách đây rất là lâu rồi mà không nghĩ tại sao mà họ lại sản xuất ra những cái chiếc xe nó quá là đẹp. Với những cái thiết kế này Duy nghĩ là cho dù là 50 năm hay là 100 năm nữa các bạn, thì với những cái thiết kế này thì nó vẫn trường tồn và càng ngày nó càng đẳng cấp hơn nữa ha. Chiếc xe này có một cái nội thất nó quá là đẹp luôn nè. Các bạn thấy không, chiếc xe này mà đem đi đấu giá, mấy chiếc xe này của bạn mà đem đi đấu giá thì chiếc nào cũng vậy ha, Duy nghĩ là cái giá từ 30 triệu đô trở lên không? 300 SL Goodwin nè bạn. Chiếc xe cánh chim. Quá là đẹp luôn. Thật ra nhìn những cái chiếc xe này các bạn thì Duy hơi tiếc là tại sao mà thời điểm hiện tại bây giờ các bạn thì Mercedes-Benz họ không còn sản xuất ra những mẫu xe với những cái thiết kế như thế này nữa ha. Đó, thật sự khi mình nhìn vào những cái xe này mình thấy thật sự giờ hơi tiếc bạn, bởi vì là kiểu dáng của nó quá đẳng cấp. Thang máy đang di chuyển lên nè các bạn. Nhìn cái thang máy thôi các bạn cũng thấy nó rất là độc đáo ha. Thì với cái viện bảo tàng này các bạn, với những cái thiết kế này các bạn, thì viện bảo tàng mà khi mà
kiến trúc sư họ 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 thiết kế ra, cũng như là họ cho thi công cho một cái hãng xe mà phải nói là tầm cỡ trên thế giới bạn. Thì với những cái công trình kiến trúc như thế này thì Duy nghĩ là càng về sau nữa thì với những cái thiết kế này cũng vậy các bạn ha, nó vẫn trường tồn theo những cái chiếc xe Mercedes-Benz. Ở trên dọc lối đi thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có những câu chuyện ha về những cái chiếc xe Mercedes-Benz. Rất là nhiều thứ ha, rất là thú vị luôn các bạn. Ở đây cũng vậy ha, những cái chiếc xe rất là đẹp, những cái xe rất là lâu đời rồi. Các bạn nhìn thấy nha, chiếc xe buýt này các bạn, thì trong những cái bộ phim ha, những cái bộ phim mà cách đây rất là lâu rồi ha, nhìn nó rất là hay. Nhìn những cái chiếc xe thể thao hai cửa hồi xưa các bạn, nhìn rất là đã luôn, nhìn rất là chất luôn ha. Đèn xe được thiết kế to, mâm xe thì lúc nào cũng là sáng bóng ha. Chiếc xe này được bọc một cái mui màu xanh nữa bạn, cũng như là những cái viền chrome rất là đẹp nè. Thực ra nhìn những cái chiếc xe mà thể thao ngày xưa các bạn nó quá là tuyệt vời luôn. Nhiều khi Duy còn nhìn thấy còn thích hơn những cái chiếc xe thể thao bây giờ luôn các bạn. Bên này có một cái chiếc xe mà rất là đẹp luôn các bạn, nhìn nó rất là lạ luôn nè. Nó lạ ở cái phần là cái chiếc xe nó rất là dài ha, và cái phần đuôi xe của nó nè. Mình không biết là cái chiếc xe này nó được gọi là cái chiếc xe sedan hay là cái chiếc xe wagon hay gọi là chiếc xe gì các bạn. Rất là đẹp, rất là lạ luôn. Cái ghế ngồi của nó nhìn nó cũng rất là khác biệt các bạn. Quá là đẹp luôn. Mặc dù là đã đến đây lần thứ 3 rồi các bạn, nhưng mà lần này Duy đến Duy vẫn thấy là cái viện bảo tàng của Mercedes-Benz nó vẫn tạo cho Duy một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Những anh chị mà lần đầu tiên mà đến đây các bạn thì Duy nghĩ là nó còn đặc biệt hơn Duy rất là nhiều nữa ha. Những anh chị và các bạn mà có điều kiện đến Đức các bạn thì nên ghé cái viện bảo tàng của Mercedes-Benz để chiêm ngưỡng những cái chiếc xe cũng như là cái công trình kiến trúc ở đây, nó rất là đặc biệt, phải nói là rất rất là tuyệt vời luôn. Các bạn thấy ở đây là những cái chiếc xe đua nó rất là lâu đời rồi các bạn. Đó là hầu như là những cái giải đua mà từ rất là lâu, nhưng rất là xưa các bạn, thì Mercedes-Benz họ đã tham dự rồi. Và mãi đến bây giờ các bạn, những cái giải đua xe F1 cũng vậy ha, Mercedes-Benz họ luôn dẫn đầu trong những cái cuộc đua xe đó. Thì chứng tỏ ở đây các bạn là Mercedes-Benz họ luôn luôn cải tiến công nghệ, luôn luôn coi như là không ngừng coi như là cải tiến để mà những cái chiếc xe của họ lúc nào cũng phải là tối ưu nhất có thể ha. Điển hình là đó, những cái chiếc xe đua đó bạn. Thì đây là những cái chiếc xe đua rất là cũ rồi nè ha, rất là cổ ha. Và đây là chiếc xe đua F1 nè. Xe đua F1 thì các bạn biết rồi ha, Mercedes-Benz họ dành rất là nhiều những cái giải về đua xe F1. Động cơ của chiếc xe đua F1 các bạn thấy nó rất là nhỏ, nó không có to đâu ha. Nhưng mà cái xe của ta chạy lên tới mấy trăm cây số trên giờ. Bánh xe này chiếc xe F1 bạn, người ta nói bạn nó là một cái trò chơi ma thuật về khí động học ha. Có nghĩa là một cái chiếc xe nó chạy lên tới vài trăm km trên giờ ha, mặc dù là cái động cơ nó rất là nhỏ đó. Họ sử dụng cái lực đẩy, những lực cản của gió, lực đẩy của gió này nọ ha, để tạo cho chiếc xe của họ làm sao mà chạy nhanh nhất có thể.